Đi đâu nhá? Hình như không nghe cái gì. Đi đi ạ, chào chú. Có về quê nội không? Có chứ. Ở đấy họ làm to không? Chúng anh em về thì đông người nên nó thành to hơn. Bình nó về không? Đông người là thành to ngay. Bình nó về không? Có. Bình với chị Thái về. Trưởng rồi. Mà ông bây giờ được nghỉ rồi chứ hả? Vâng, bác rồi. Nhìn thấy bà Thái đánh ô tô đưa con đi đến chở đến cháu đến đến trường thế là gặp. Đó là bà ấy từ trong xe bà ấy chui ra bà ấy anh không mình giật bắn mình sao ôi rồi thế nào vậy thằng cho tại nghĩ bà nó hồng dạo này trẻ lắm độ lắm. Thực ra thì chị cũng khéo, chị khéo miệng. Hay là đừng nói chuyện nhưng mà cẩn thận đường nó tắt đường người ta. Hay đưa cháu vào trong. Bởi vì cái trường của nó lại gần cơ quan anh. Vâng. Cháu ạ. Con là người nào? Con Ngọc Anh ạ. Con Ngọc Anh ạ. Anh chưa? Hai tháng rồi, tuần chưa? Singapore về đúng không? Vâng. Cả hai đứa hả? Cháu tưởng nó làm không? Cháu tưởng nó làm nhà nước. Bỏ rồi. Đúng rồi, nó đủ các loại. Nó thì nhà nước chứ làm gì có tư nhân. Toàn nhà nước hết. Nhưng mà nó bỏ á. Ra sang lắm. Trông thằng đẹp trai. Nếu để mà nói thì nói nếu hình thức và lời nói thì cũng ai chê. Hình thức và lời nói cũng ai chê. Không ai chê là cái gì cả. Các cô cũng vậy, nó khoác tay nó rồi bắt tay rồi các kiểu tình cảm lắm. Nói chung là rất tình cảm, nói thì như ông trời. Và nói thì một đường nhưng mà cháu cứ làm một nẻo chán lắm cháu ạ. Thế nó lại hề hề, nó cười, nó bảo vâng, thế làm sao được, bây giờ cô bảo làm sao á. Anh biết không? Bố mẹ nó đảng viên chưa? Có đảng viên không? Có đảng viên hay không? Thích đảng, do đảng vào ngay nhà đấy thì cái kiểu gì chẳng có. Được. Ờ đảng rồi, đảng từ khi đi bộ đội cơ mà. Ờ thằng đi bộ đội à? Ờ thằng đi cho đi nghĩa vụ nhá. Ừ. Anh biết không? Chờ sao ông Tống đi nghĩa vụ cả? Xinh nhỉ. Người nhà mới dám kể chứ thằng đấy bây giờ vẫn còn hư. Thế à? Thế thì chà. Vẫn còn hư. Khổ cực kỳ. Nhưng mà bộ đội nó không rèn được cả. Rất là buồn. Dã man, không biết làm cách nào. Cho vào bộ đội. Nó tập luyện, nó rèn luyện. Không ai chê. Không phản đối tí nào nhé, em nói thật với anh. Còn cái nỗi khi mẹ mẹ lên thăm mà con nó khóc mắt, rất mắt. Là vì nó đào hào lộ suối á, đào rau hào ấy, các thứ đó. Là chân tay phòng hết cả lên, không hề kêu. Không hề kêu gì, cảm chịu. Không hề kêu gì cả, nhá. Lì đòn, thằng ấy là dạng lì đòn. Tốt. Thế nhưng, đúng rồi nhá. Anh biết là còn đến mức độ là nó về nó vẫn lại quậy tiếp thì nó như nào? Quậy tiếp thì nó đi là... học bên kia trước hay nó đi bộ đội trước? Khổ quá, cô đang kể bố hỏi. Nó quậy tiếp xong rồi là như nào? Thế là bắt đầu là anh có biết là phải hướng cho nó đi một cái ông thầy để cho nó tu. Đi theo thầy đấy. Nghĩa là nó cũng cắp chát theo thầy. Các nơi bảo gì làm đấy, ngồi khấn đúng như đúng rồi. Nghĩa là hay hơn, nếu nó nói về đọc khấn nha, nó còn hay hơn cả thầy. Tại vì tiếng nó sang sảng, rõ ràng, nó thanh niên. Nó rất là nhanh, nó cập nhật rất nhanh, rất giỏi. Chẳng hay thông minh lắm. Ôi trời ơi, nhưng mà nó cứ rượu hay chè hay bay bay như nào biết. Nhưng mà nó lại chơi bời.
nó lại cá độ, nó lại nhiều tiền. Đấy là bị dính cá độ à? Cá độ đó, chúng nó chỉ dính cá độ chứ này, cái dạng kia nó chơi cái gì, không có thời gian nó ngồi người ta lả thả đốc đâu. Không, cái chung cư là nó như này, nói thì là chúng con cái dạng xã hội bây giờ ấy là nó nhìn thấy con nhà có điều kiện mà lại dễ dụ nên nó dụ được là vậy thôi, chứ còn nếu đúng ra mà nói thì bản chất không có gì là xấu, nhưng mà cứ thỉnh thoảng lại làm quá, thỉnh thoảng lại làm quá. Ôi giời ơi, mà đâu mà bây giờ là vợ mới sửa đấy mà bây giờ hai vợ chồng là vừa rồi về nghe kể chuyện là lại làm quá, cắm chiếc xe máy rồi 40 triệu, xe được chắc là xe gì chắc hơn gần 100 triệu, chắc là cấm 40 triệu. Thế là chán lúc giờ thế là đến có vợ rồi mà ông mình cũng đè ra ông đánh, tức quá ông đánh, chuyện nghiện là... cái thói chơi là một chuyện, nhưng mà chúng dụ các bạn ạ, dụ ác lắm, mà cái tinh thần mình không có là chết, tức là lập trường mình không có là học hết bất cứ một cái gì, kể cả làm ăn chứ không cứ gì cờ bạc, đúng không? Mình phải cân nhắc, mình phải có bản lĩnh. Thanh Bình có làm thêm gì không? Ôi trời, anh vẫn đi làm thêm ở trên trong Sài Gòn, anh cũng về đây mà.